Chào anh em nhé. Hôm nay mình lại tiếp tục mở hộp cho anh em một món đồ dành cho những người thích sửa chữa. Đấy, mình sẽ mở hộp cho anh em xem. Ủa, cần cứ cẩn thận nhá. Đeo gạch đấy. Anh em có đoán được cái gì không? Đó, cái thương hiệu đây, Himoki. Thì tức là dạo này mình thường là từ sửa chữa các cái vật dụng trong gia đình rất là nhiều. Ví dụ như mình có thể từ lắp thêm vòi nước, từ sửa chữa các cái đường ống nước, hoặc là từ làm một số cái vật dụng cụ như kiểu liên quan đến gỗ mộc. Đấy. Thế nên là mình dùng cái máy cắt rất là nhiều. Thì trước đây mình có một con máy cắt của hãng Inco đây, nhưng mà sau đó nó không biết là thế nào mà nó thất lạc mất. Người nào mượn thì là mình đi công tác về thêm con nữa, nên mình quyết định lựa chọn cái thương hiệu này, Himoki. Đấy là con máy cắt sử dụng pin anh em ạ, hoặc là máy may góc đấy. Đấy, thì bây giờ tao mở hộp cho xem có gì nhá. Đây, đầu tiên đây là quả sạc anh em này, quả sạc này. Sạc. Hy vọng là cái pin này có thể dùng được cho máy của Toto hoặc là Inco hoặc là đấy, cả cái hãng khác. Đấy, sạc. Thì được hai quả pin anh em ạ. Đây, quả thứ nhất là đây. Mình có cái thông số nhé. Pin 21V. 4A, tức là 80W đấy. Anh em thấy chưa? Thấy có pin khá là đẹp này. Đây là quả thứ hai. Cái thương hiệu Himoki. Mình mua hàng chính hãng anh em nhé, chứ không phải hàng đóng đếm đâu. Rồi, đây là cái hộp. Thì hộp trước trên trang bán hàng của hãng á, thì nó có cái loại là có cái hộp nhựa để đựng, nhưng mà khi mình lên mua cái loại này thì nó hết mất rồi, thì mình quyết định là lấy cái này. Đấy, tạo hộp ra nhé. Đầu tiên là có cái phiếu hành anh em này, phiếu hành này của Himoki. Thứ hai là cái sách hướng dẫn sử dụng này. Đấy. Thì người ta ghi rất đấy là cả cái thông số mà anh em có thể xem qua này để biết này. Pin là Lion này, 21V này. Vòng quay là 9000 RPM này. Dung lực đĩa 100mm này. Chốt 10. Đấy, một số thông số gần đây là pin 21V. Battery and charger not included. Tức là cái hộp này sẽ không bao gồm pin, nhưng mà tặng kèm cho mình cái hộp chỉnh như nó có. Đây là cái hình dạng của máy nhé. Thì pin này là dùng chung cho hệ sinh thái của Himoki đây. Rồi, cái hộp này có cái để mở lắp đĩa cưa anh em này. Đấy, lắp đĩa cưa. Cái cán. Cái cán để thì là mình vặn vào cho anh em xem. Đây là cái đĩa bảo vệ. Còn đây là cái máy của ta. Còn đây sẽ có hộp còn gì nữa nha. Đây, hộp thì đây nhá. Hộp này mình sẽ giữ vài bữa sau mình quăng đi. Rồi, còn đây là con máy của ta anh em này. Bây giờ mình sẽ thử hoàn thiện nó thế nào nhá. Cái đầu này bằng thép này. Đấy, đây bằng thép. Cái công tắc nó nằm ở đây. Đấy. Đầu này bằng thép. Đấy, tức là nó được sơn cái lớp sơn bóng. Còn cái thân này bằng nhựa có hai màu, gồm có là
sánh là cấy với đen, thì cái phần sánh là cấy như cục phú giống như nhựa nhé, để cầm cho nó bám tay. Đấy, phần này phần đen đen này nhé này. Đấy. Còn đây là phần chân, chân này lắp pin, chân này lắp pin. Thì đây có lưới tản nhiệt này, đấy, lưới tản nhiệt đây nhé. Thì nhìn qua tổng quan thì mình thấy là hoàn thiện ở mức độ vừa phải thôi, nhưng mà nó cũng thua những cái con Eco trước mình mua. Đấy. Đến nay thì nó chưa được sắc nét lắm, cái vùng đến đây nó chưa sắc nét lắm. Ở đây có co để anh em giữ, anh em bỏ đĩa, vặn được bỏ đĩa. Đấy. Rồi, bây giờ mình thử lắp pin vô xem thử nó chạy thế nào nhé. Pin là lắp thế này đúng không? Đây có, đây có cái đồng hồ báo tốc độ anh em này. Đây có đồng hồ báo tốc độ này. Cục này chắc là hết pin rồi, mình thử lắp cái cục khác vào rồi nhá. Thì cũng nói cho anh em biết luôn là mình lựa chọn cái con này á, là vì nó có một cái nữa là nó cái công nghệ mới, tức là công nghệ không chổi than. Anh em nhớ là cái máy này là không chổi than này, mấy cái giá nó rất là hợp lý. Giá một máy này, hai pin này, một sạc và một cái túi đựng này anh em này, mà chỉ có gần 1.3 triệu thôi. Trên mình quyết định chọn con này là vì thế. Nhà nhìn qua lại thì mà lắp vào là thế, cầm khá là nặng tay nhé. Rồi, còn anh em mà lắp thích lắp cân anh em bỏ đấy, nhưng mà thường thì ta chả phải đi dùng cân đâu. Đấy, thấy được chưa? Thì anh em dừng đến đó, được chưa? Anh bỏ lại thì kiên anh em thấy rồi. Đấy, gồm cái trong trục bộ là nó gồm có như thế anh em ạ. Rồi. Vừa rồi mình giới thiệu cho anh em cái máy may của cái hãng Himoki, cái giá rất là rẻ, nếu mà so gọi là máy và máy không chịu thán thì tương đối rẻ nhé. Thì ở đây là có cái công tắc anh em này, còn ở dưới đây mình bây giờ mới thấy là có cái đèn báo tốc độ nè, tức là như vậy là cái máy tương đối được đấy. Chào anh em nhé.